Chào mừng các sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn Toán lớp 8 sách cánh diều. Bài 2 phần tiếp theo. Ở đây các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn Toán lớp 8 sách cánh diều được thầy giáo đặt trong phần sách sách phát ở cuối video này. Rồi trong video hôm nay các em sang phần 4 la mã chia đa thức cho đơn thức. 1. Phép chia hết một đơn thức cho một đơn thức. Phần hoạt động 6. Các em tính tích của hai đơn thức này. Rồi ở đây là các em lấy hệ số nhân với hệ số này. 9 nhân 2. Phần biến nhân với phần biến. X mũ 5 y mũ 4 nhân với x mũ 4 y mũ 2. 9 nhân 2 bằng 18. Tiếp theo là các em lấy biến x nhân với biến x. X mũ 5 nhân x mũ 4 bằng x mũ 5 cộng 4, tức là bằng x mũ 9. Y mũ 4 nhân y mũ 2 bằng y mũ 4 cộng 2, tức là bằng y mũ 6. Như vậy tích của hai đơn thức này bằng 18 x mũ 9 y mũ 6. Ta có 9 x mũ 5 y mũ 4 nhân 2 x mũ 4 y mũ 2 bằng 18 x mũ 9 y mũ 6. Thì các em có thể viết là 18 x mũ 9 y mũ 6 bằng, các em viết ngược lại thôi, bằng 9 x mũ 5 y mũ 4 nhân 2x mũ 4 y mũ 2. Được chưa? Các em viết ngược lại thôi. Ta nói đơn thức 18x mũ 9 y mũ 6 nó chia hết cho đơn thức này và nó cũng chia hết cho đơn thức này. Rồi, ta nói 18x mũ 9 y mũ 6 này. Chẳng hạn như là chia hết cho đơn thức 9x mũ 5 y mũ 4. Được chưa? Và ta viết là 18x mũ 9 y mũ 6 chia cho 9x mũ 5 y mũ 4 thì nó bằng bằng 2x mũ 4 y mũ 2, bằng 2x mũ 4 y mũ 2. Rồi các em chỉ cần hiểu đơn giản là thầy giáo ví dụ là 6 bằng 3 nhân 2 này. Thì ta nói 6 nó chia hết cho 3. Và chúng ta có thể viết là 6 chia 3 bằng 2. Được chưa? Chỗ này cũng vậy. 18x mũ 9 y mũ 6 bằng 9x mũ 5 y mũ 4 nhân 2x mũ 4 y mũ 2. Được chưa? 6 bằng 3 nhân 2 thì chúng ta có thể viết là 6 chia 3 bằng 2. Rồi đến đây thì chúng ta nói đơn thức A chia hết cho đơn thức B. Nếu chúng ta tìm được một đơn thức Q sao cho A bằng B nhân Q, đúng không? Ta nói 6 chia hết cho 3. Nếu chúng ta tìm được 2 thỏa mãn điều kiện là 6 bằng 3 nhân 2. Ta nói A chia hết cho B. Nếu ta tìm được Q thỏa mãn điều kiện là A bằng B nhân Q. Tương tự như trường hợp một biến, ta nói đơn thức nhiều biến A là chia hết cho đơn thức nhiều biến B, trong đó B khác 0. Nếu tìm được đơn thức Q sao cho A bằng B nhân Q. Các em đã hình dung được chưa? Các em lưu ý B ở đây phải khác 0 nha. Bởi vì không có phép chia cho số 0. Ta có nhận xét đơn thức A chia hết cho đơn thức B, B khác 0, khi mỗi biến của B đều là biến của A, với số mũ không lớn hơn số mũ của nó trong A. Rồi có nghĩa là như thế nào? Các em hình dung. Ta có đơn thức A này, chia hết cho đơn thức B này. Đơn thức A chia cho đơn thức B bằng đơn thức Q. Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi biến của B
đều là biến của A. Ví dụ, B có x thì A cũng phải có x, B có y thì A cũng phải có y. A có thể có nhiều biến hơn, nhưng điều quan trọng là B có biến nào thì A phải có biến đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là số mũ không lớn hơn số mũ của nó trong A, tức là số mũ của x trong B không được lớn hơn 9, số mũ của y trong B không được lớn hơn 6, đúng không? Thầy giáo ví dụ x mũ 9 thì có chia hết cho x mũ 10 không? Không chia hết, đúng không? Như vậy là số mũ của x trong B không được lớn hơn 9 và số mũ của y trong B không được lớn hơn 6. Rồi đến đây chúng ta có nhận xét. Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B, trường hợp A chia hết cho B, ta có thể làm như sau. Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B. Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B. Các em nhớ là lũy thừa cùng biến nha. Ví dụ lũy thừa của biến x thì phải chia cho lũy thừa của biến x. Lũy thừa của biến y thì phải chia cho lũy thừa của biến y. Rồi sau đó là nhân các kết quả vừa tìm được với nhau. Rồi ở đây các em lưu ý thêm. X mũ m chia x mũ n bằng x mũ m trừ n. Trong đó m n là các số tự nhiên khác không. Và m phải lớn hơn n. Rồi. Còn trường hợp x mũ m chia cho x mũ m, lũy thừa của biến chia cho chính nó thì bằng 1. Được chưa? Lũy thừa của biến chia cho chính nó thì bằng 1. Và m phải thuộc tập n sao? M phải là số tự nhiên khác không. Tiếp theo là các em sang phần ví dụ 8. Tìm thương trong phép chia đơn thức cho đơn thức. Rồi đơn thức thứ nhất này, chia cho đơn thức thứ hai này. Các em lấy hệ số chia hệ số này. 16 chia 8 này. Tiếp theo là các em lấy phần biến chia cho phần biến. Phần biến chia cho phần biến. Nhưng các em nhớ là phải chia cùng loại nha. X phải chia cho x, y phải chia cho y. Ở đây x mũ 4 chia x mũ 3 này. Y mũ 5 chia cho y mũ 2 này. Ở đây chỉ có một mình z mũ 6 thì các em giữ nguyên này. Được chưa? Sau đó là nhân các kết quả lại với nhau này. Giữa các phép tính này là có dấu nhân này. 16 chia 8 bằng 2. X mũ 4 chia x mũ 3 bằng x mũ 4 trừ 3, tức là bằng x mũ 1. X mũ 1 thì các em viết là x thôi. Y mũ 5 chia y mũ 2 bằng y mũ 3 nhân với z mũ 6. Được chưa? Rồi đến đây thì các em kết luận. Vậy thương trong phép chia đơn thức cho đơn thức. Đơn thức này, cho đơn thức là 2x y mũ 3 z mũ 6. Đây chính là thương của cái phép chia này. Được chưa? Tiếp theo là các em sang phần luyện tập và vận dụng 6. Cho P bằng. Tìm giá trị của biểu thức P tại x bằng âm 0,5, y bằng âm 2. Rồi trước khi tính giá trị của biểu thức P thì các em phải rút gọn cái biểu thức P này trước. Các em rút gọn biểu thức P này trước. Biểu thức P là phép chia đơn thức cho đơn thức. Ta lấy hệ số chia hệ số. Phần biến chia phần biến. Nhưng các em nhớ là phần biến phải cùng loại nha. X phải chia cho x và y phải chia cho y. X mũ 4 chia x mũ 3. Y mũ 5 chia y mũ 3. Giữa các phép chia này chúng ta đặt dấu nhân, được chưa? Rồi nhân các kết quả lại với nhau, tức là giữa các phép chia này chúng ta đặt dấu nhân. 21 chia 7 bằng 3. X mũ 4 chia x mũ 3 bằng x mũ 4 trừ 3, tức là bằng x mũ 1. X mũ 1 thì nó chính là x. Y mũ 5 chia y mũ 3 bằng y mũ 5 trừ 3,
tức là bằng y mũ 2. Rồi bây giờ các em sẽ tính giá trị của biểu thức P bằng cách là thay x bằng âm 0,5, y bằng âm 2 vào đây. Thì ta có P bằng 3 nhân với x, tức là nhân với âm 0,5, nhân với y bình phương, tức là nhân với âm 2 bình phương. Rồi các em dễ dàng tính được kết quả bằng kết quả bằng âm 6 đúng không? Rồi như vậy là bài học hôm nay là kết thúc. Các em có thể theo dõi phần tiếp theo được thầy giáo đặt trong phần sách phát ở cuối video này. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.